Trông cậu rảnh rỗi quá ha. Cậu không thấy là võ quán trống trải hơn sao? Hồi trước bọn Mi Trúc đập phá hết đồ đạc ở đây. Tiền tiết kiệm đã dùng để sửa chữa hết rồi. Bây giờ không có tiền để mua thức ăn đây nè. Tôi biết rõ mà, nên hôm nay tôi đã đem về đây một võ sinh. Anh ta đây. Này, Mi Trúc, vào đây. Vào chào hỏi cái nào. Mi Trúc hả? Cái tên đã phá hết đồ đạc của võ quán là tên này mà. Cậu có làm sao không vậy? Anh ta nói là muốn theo học. Mà bà biết đó, bây giờ chúng ta đang rất cần võ sinh mà. Toản ơi, xin hãy tha thứ cho sự nông nổi trước đây của anh. Em có thể cho anh một cơ hội để sửa sai được không? Phải ứng trước phía võ sinh đó. Cậu nữa, mau tìm cách để thu hút thêm võ sinh đi. Toản à, vậy nghĩa là em cho anh cơ hội phải không? Cậu nghĩ mấy cái tấm áp phích này sẽ khiến mọi người chú ý được hả? Muốn võ quán nổi tiếng thì cậu phải đầu tư nhiều, chàng trai à. Cậu có xem quảng cáo về Giang Đông Quán trên TV không? Hơi bị nổi đó. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà chúng ta đâu có tiền. Anh trả cậu phí võ sinh trong 6 tháng đây nè. Không đủ quảng cáo trên TV đâu, nhưng mà trên radio thì chắc là ổn đó. Radio. Các bạn hãy theo dõi phần 2 của chương trình hôm nay nha. Chúng tôi sẽ trở lại trong vòng ít phút với nhiều điều thú vị hơn. Hãy theo dõi chúng tôi như thường lệ nha. Bạn nghĩ sao, Công Tôn Toản? 5, 4, 3, 2, 1. Phát sóng nào. Bạn có muốn học võ thuật không? Chương trình đang quay quảng cáo cho võ quán đó hả? Được luyện tập cùng với sư phụ vô cùng đẹp trai và tài giỏi, bạn sẽ có được một thân hình hoàn mỹ. Đạo Diên Quán ở đâu nhỉ? Mình cùng đi đăng ký đi. Với lịch sử 300 năm võ đạo, đó chính là Đạo Diên Quán. Cậu giỏi thiệt nha. Làm sao để làm cho đoạn quảng cáo cho võ quán? Gần này tiền đủ chứ? Mấu chốt để quảng cáo thành công là chất lượng hơn số lượng. Nếu không có ai nghe thì quảng cáo có nhiều đến mấy cũng vô ích. Chỉ cần một lần thôi, nhưng đó phải là lần quyết định. Nhưng mà cậu phải nói với Toản là do anh nghĩ ra đó nha. Nhớ đó nha. Từ giờ chuyển kênh nha. Trong phần 2 chúng ta sẽ đến với một câu chuyện vô cùng thú vị. Hãy theo dõi cùng chúng tôi như thường lệ nha. Đến đây làm gì chứ? Cậu định cho tôi xem cái gì vậy? Đây là một kênh radio nổi tiếng đó. Tính tôi đi. Có điều hay đang chờ ở phía trước. 3, 2, 1. Phát sóng nào. Rock and roll. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không, quảng cáo của chúng ta. Các bạn có muốn nghe hát không nào? Ta là một con ruồi. Ta là một con muỗi. Chúng ta là ruồi muỗi. Các người nghĩ ruồi là bẩn thỉu. Sai, các người đi giải quyết còn bẩn thỉu hơn. Các người nghĩ muỗi thật khó chịu. Sai, khuôn mặt các người còn khó coi hơn. Cậu nằng nặc dẫn tôi đến đây chỉ để xem cái thứ này hả? Chắc chắn là nhầm lẫn. Đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hả? Sao vậy?
Sao các người dám bắt nó đi hả? Sao các người dám làm gián đoạn bản rất của bọn ta? Không thể tha thứ. Chỉnh âm thanh đi. Hãy đón nhận âm nhạc của bọn ta. Hiệp sĩ huyền thoại sao? Quân thần nhất thể, hiệp sĩ huyền thoại, Quang Vũ và Triệu Dân xung trận. Cái gì? Chúng cũng là hiệp sĩ huyền thoại hả? Mau lại bỏ chúng nhanh đi. Thức tỉnh, Kỳ Lân Thiên và Long Kiếm. Chế độ súng. Các ngươi nghĩ có thể đánh bại bọn ta bằng thứ giai điệu tầm thường đó hả? Để bọn ta cho các ngươi thấy giai điệu tuyệt đỉnh là như thế nào. Sông Phượng Tông. Này, tụi nó làm trò gì vậy? Nhận lấy này. Sông Kỳ Công. Trông hai người thê thảm như bả kẹo cao su vậy. Chiều này sẽ thực sự bùng nổ. Nhìn đây, tránh rồi. Đến đây, ghi ta mũi. Gì vậy? Nhị cụ hợp tấu. Thật yếu ớt quá đi. Các người lãng phí thời gian của bọn ta quá. Mau kết thúc thôi. Đấu trường tối hậu. Vũ trang hợp nhất, kết hợp huyền thoại. Trận cuồng phong từ những đôi cánh bé nhỏ. Huyền thoại vừa rùi mũi. Huyền thoại Long Dương. Huyền thoại Kỳ Lân Dương. Long đao. Kỳ Lân Dương. Một khi bọn ta đã hợp thể làm một thì bọn ta là vô địch. Tự tay ta sẽ hạ gục các ngươi. Nhảm nhí, ăn đòn đi. Công tôn quản, xử hai tên đó đi. Mạnh quá, sức mạnh từ hợp thể là đây sao? Chúng ta có thể thử kết hợp xem. Được, tớ sẽ gọi ra Trương Phi nữa. Triệu hồi cổ máy huyền thoại. Máy xúc đầu rùa.
Quang Vũ, Trương Phi, hãy hỗ trợ cho công tôn quản. Tuân lệnh. Vũ trang hợp nhất, kết hợp huyền thoại. Không phải ai cũng làm được đâu nha. Phải đồng sức đồng lòng đó. Kết thúc nào. Mũi điên gào thét. Đúng là hai kẻ tầm thường. Thôi diễn trò đi nha. Gì đó? Chúng ta sắp lỡ buổi nhạc hội rồi. Không thể buồn được. Tao không muốn chờ thêm một năm nữa đâu. Mau đi thôi. Triệu Dân ơi, gì cơ? Quảng cáo qua radio hả? Hai tên trời đánh đó xuất hiện ngay trước khi quảng cáo được phát. Cậu lấy tiền ở đâu ra? Tiền học phí anh trả cho 6 tháng tới để được ở bên em đó. Cậu dùng hết cả số tiền võ sinh 6 tháng đó trong một lần hả? Tôi đâu có ngờ lại như vậy. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ chứ, Lưu Bị. Chí ít cậu phải bàn bạc với tôi trước chứ. Cậu có nghĩ tới điều đó không hả? Chúng ta đã có thể ăn uống tươm tất nếu như cậu không làm chuyện ngớ ngẩn như vậy. Và tôi đã không bị lấy mất Triệu Dân. Nếu cậu chỉ làm theo ý mình thì tôi sẽ đi. Cho cậu thích làm gì thì làm. Triệu Dân, ta nên làm gì đây? Thật là những giai điệu kinh khủng. Người nói gì? Người đang là con tin của bọn ta đó. Giữ mồm giữ miệng đi. Các người biết Rock and Roll thực sự là như thế nào không? Bọn ta là rùi mũi. Đó quả là cao độ ta hằng mong đợi. Những điều bọn ta đang làm so với ngươi thật chẳng là gì. Ta nghĩ các ngươi cũng có chút triển vọng. Đặc biệt là ngươi, rồi ngươi có đam mê cháy bỏng. Nhưng ngươi, mũi thì chẳng có gì ngoài cái đầu rỗng tuếch. Tuy vậy, ngoại hình của ngươi có dáng dấp một rocker thực thụ. Nhưng còn rồi, cách ăn dặn có vấn đề khiến hai ngươi trở nên kịch cỡm. Tại mày mà chúng ta mãi chẳng nổi danh được đó. Mày nói ai? Tao mới là người phải bực bội vì tên đảo phẳng như mày đó. Mày nói cái gì? Thế cơ hả? Là do tôi không suy nghĩ kỹ. Tôi làm vậy là để gây ấn tượng với bà. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi biết mình là một kẻ ngốc. Thành ra bây giờ bà phải lo lắng gấp đôi chỉ vì tôi.
Tôi thực sự cảm ơn bà. Và tôi rất xin lỗi. Tôi thiếu tư chất thật, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ không tự ý làm gì nữa. Vậy nên hãy tha thứ cho tôi nha. Toản à, tôi xin lỗi mà. Tha thứ cho tôi đi. Cùng nhau tìm Triệu Dân trước đã. Ừ. Rất em không. Muốn nghe rất anh hùng của bọn ta chứ? Hôm nay bọn ta sẽ biểu diễn theo yêu cầu của khán giả. Nói đi, bất cứ bài nào các gì thích. Biến đi, đồ rác rưởi. Biến đi, đồ rác rưởi. Bọn ta không biến đi đó. Đúng như ta nghĩ, người làm tốt hơn ngươi. Mày vừa đẩy tao hả? Mày dám? Máu, máu. Quân thần nhất thể, hiệp sĩ huyền thoại, Quang Trù. Hiệp sĩ huyền thoại, Dương Phụng. Chỉnh âm thanh thôi. Chủ nhân, Triệu Dân. Thần xin lỗi vì đã thiếu trung thành. Không, ta mới là người có lỗi. Ta sẽ không để mất người nữa đâu. Lên nào. Lại là các ngươi hả? Tạm thời ngưng chiến nha. Một lần thất bại chưa đủ với các ngươi sao? Lần này bọn ta sẽ kết thúc các ngươi mãi mãi. Song phượng công. Bên này. Để ta, bên đần. Bọn ta có vũ khí bí mật đó. Đúng, vũ khí bí mật. Song truy công. Này, mày làm gì vậy? Hai người đang diễn hề gì đó hả? Các người không ổn đó. Bọn ta không cần hai đứa bay thương hại. Đấu trường tối hậu. Chuyện gì xảy ra vậy? Mất năng lượng, chỉ như một người là sao? Cùng phối hợp một lần nữa đi mày. Hãy đưa nhà rốt của bọn mình phủ sóng muôn nơi.
Làm sao để thắng trận này đấy? Chúng ta từng hợp thể thất bại rồi. Tôi không nghĩ vậy. Chúng ta sẽ thành công. Lần này cậu thử hợp thể đi. Gì cơ? Tôi hả? Đúng vậy. Triệu Dân, hỗ trợ cho Lưu Bị. Được. Vũ trang hợp nhất, cách học quy khải. Thiên đường và mặt đất, tam thần hợp nhất, quyền giải tam thiên long hình. Chúng ta thành công rồi, mức năng lượng đang tăng cao. Trương Phi bạo kích. Xe đua kỳ lân, cú đấm tốc độ. Nếm thử đòn này đi. Cơ hội đây rồi. Kết thúc nào. Đòn kết liễu. Tam thần long đao. Tam long trảm. Chuồn khỏi đây thôi. Chúng ta cuối cùng cũng có thể hợp nhất tứ bội. Đệ đang vô cùng hả hê khi đánh bại những tên bẩn thỉu này. Anh nên nhớ tôi là người đã chia rẽ chúng đó. Phải đó, đệ có công lớn nhất. Công Tôn Toản à, cảm ơn nha. Yoo-hoo!